xin mến chào cô chú anh chị nha. Hiện tại đó vị Nhã đang ở thành phố Tây Ninh ha. Thì ngày hôm nay Nhã cũng muốn ghi hình cái cảnh xung quanh đây cho vị xem. Cái đường này đó vị là đường Cách mạng tháng 8 ha. Cách mạng tháng 8 ha. Các chú chạy qua. Đường phố vắng hơn bình thường nhiều. Ngày hôm nay ha, Nhã sẽ chạy lòng vòng cái khu trung tâm và ghi hình cho cô chú anh chị xem cảnh ở Tây Ninh những ngày đầu tháng 4 thì nó như thế nào ha. Đó vị thấy không, đường phố vắng quá, vắng mà cảm giác nó buồn luôn đó vị. Cửa hàng thời trang nè, cố gắng ha, phải nói là cố gắng bán mà nó vắng quá, vắng quá đi. Giờ mình sẽ lên ngay chỗ khu trung tâm ha, trung tâm coi nó có đông hơn hay không nha. Wow, đó vậy thấy không, khung cảnh nó vắng quá, buồn hả vậy. Đây có các bạn chỉ dẫn đi nè, bạn chỉ dẫn đi thẳng là đến huyện Châu Thành ha, và trái là về Sài Gòn, quê hương thứ hai của Nhã. Nhã sống ở đó mười mấy năm đó vậy, và phải Núi Bà Đen, bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Giờ chạy xuống cái khu cái hướng bệnh viện Đa Khoa tỉnh nữa ha. Ngoài đây là khu trung tâm nè, biểu tượng của Tây Ninh, biểu tượng cái núi Bà mà họ làm thành cái này nữa vậy, khá là lạ luôn, lạ và độc ha, độc lạ đó vậy, thấy không, rất là độc lạ luôn. Khu trung tâm đây đó, khu trung tâm của thành phố Tây Ninh ha. Đây nè là dữ nhất, ở đây có cái bưu điện nữa vậy, bưu điện ha, điện ngay chỗ Tây Ninh. Bây giờ nó chạy ha, chạy thẳng đi, ghi hình cho bà con xem cái cảnh xứ Tây Ninh những ngày đầu tháng 4, ngày đầu tháng 4 có như thế nào ha. Những cái tòa nhà này cũng rất là đẹp, đường phố thì nó vắng, đường phố vắng hơn bình thường rất là nhiều luôn, vị thấy không, vài chiếc xe ở trên đường thôi. Con đường này là đường lớn đó vị, có nhiều khách sạn lắm nè, khách sạn mùa này là cũng tiêu luôn, Victory, khách sạn tên là Chiến Thắng, nhưng mà mùa này là thắng không nổi rồi, thấy không, Chiến Thắng ha. Còn đây là một dãy các ngân hàng, Techcombank, dài dài, nhìn buồn quá đổi. Bán cho bà con có thức ăn thức uống ha. Đây là nhà thuốc, thuốc thì phải mở rồi, đó là cái mặt hàng thiết yếu. Thấy không, khung cảnh ha, khung cảnh xung quanh thành phố Tây Ninh những ngày đầu tháng 4. Đây có cái Vincom nữa vậy, đây đây có cái Vincom, Vincom
cơm cao 21 lầu, cao và đẹp ha. Cái mùa này thì không có vui được, ở đâu cũng không vui được đó, vậy thôi. Phải nói cái này là chung của thế giới rồi, chứ không riêng vì gì của Việt Nam mình. Đây là trung tâm thương mại Vincom này. Trước đó vậy coi nè, nó vắng dữ dữ luôn ha, dữ dữ luôn. Ồn quá, không có người, không có người, không có người. Thấy không, còn đường phố xung quanh đây vắng quá ha. Đó, một cảnh đây, bà con thì đi làm về đây cái ngân hàng Á Châu ACB. Buồn hả vậy, những cảnh này không vui nổi. Hy vọng là mùa này sớm qua đi để bà con ai cũng làm được trở lại, có tiền đi du lịch này nọ nữa chứ. Cái kiểu này hoài thì hãy lắm đó, vậy thấy không, cảm ha, buồn quá, vắng. Đường này là chạy xuống cái phía bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tây Ninh nữa vậy. Giờ là cũng chặn vạn rồi ha. Đây có Lê Bảo Minh nè, cái chỗ bảo hành của Lê Bảo Minh, trung tâm giống như là chăm sóc khách hàng vậy ha. Buổi chiều rồi, buổi chiều buồn, đường phố không vui nổi. Đó, hình ảnh mà cô chú anh chị đang xem á là cảnh ở xứ Tây Ninh nha, xứ Tây Ninh những ngày tháng tư, ngày đầu tháng tư ha. Nổi quán cà phê Y Bình đóng luôn, mở gì nổi. Giờ người ta hết có đi ra ngoài quán cà phê uống rồi quý vị ơi. Uống thì ở nhà tự pha uống, tự uống ha. Bây giờ mà ra tiệm thì không biết sao được, bởi vì không biết ai, biết ai sức khỏe làm sao sao. Vậy theo khung cảnh ha, khung cảnh hơi nặng quẹo, đường vắng quá vắng. Xe này không mời chút xíu nữa nè, xe cấp cứu. Rồi, ngay góc đường, ngay góc đường này là có cái bệnh viện Đa Khoa tỉnh nè quý vị, bệnh viện Đa Khoa tỉnh ha, ở xứ Tây Ninh. Đó, vậy thấy không? Thế nên mà cần chữa trị là đi vào trong đây nữa vậy. Buồn ha, tháng tư buồn. Khung cảnh xung quanh xứ Tây Ninh vậy không, đâu có vui vẻ gì nữa. Đường phố thì nó vắng, vắng hơn bình thường nhiều. Nhà cửa
Rồi nhá, cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Chúc cô chú anh chị giữ gìn sức khỏe nha. Ok, bye bye.